về yếu tố trách nhiệm nha. Trời thì hai lần ghim băng luôn mà nghe. Rồi cái đẳng thi của em anh bệnh quá.
với đơn vị để mà rút. Vui nó không chú đi đánh chầm đây. Thank you.
thử. Thank you.
bảy mà bảy anh mẹ đang qua chơi nha, đang đứng đi ra, đang đứng đi ra nha. Thôi đi thôi cho anh gọi lên cho anh lấy lại nhà thở với anh qua. Rồi. Thì không phải đến thủ phương đi. Cảm ơn đi kiểu có thể đổi gì em hay là. Em sắp thôi, chắc là thầy tiếp tiếp á. Rồi thì đi tiếp hơn. Và 20-35. Bữa nay có xin tố bơ. Lấy cờ chứ. Tặng đi cái cờ qua đây. Cái đó thấy chú đủ rồi, chú đủ rồi.
làm được thì làm được thôi nha, để coi đây chạy đến đi nói chuyện với ai vậy. Không có nhân vậy đấy. Anh phải muốn đồng nhân đoàn á. Nói thì cái em phải muốn bảo anh ra bây giờ. Em phải muốn bảo anh nhân phóng luôn em phải. Dạ. Chơi luôn đúng không? Lâu đi chơi, chơi bài nha. Muốn chơi ai vậy? Có luôn. Thì em nhận được chưa? Em nhận phốt bánh kẹo và dùng bún chín mươi đi. Có rồi, chắc nó hơn em á. Về cũng đồng với anh. Đâu? Rồi, không
sống như vậy là mình lâu sống như vậy. Chung kiên. Cầm bài chơi với rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Chơi đâu mà cầm dữ luôn. Dạ. Chơi đâu mà cầm dữ. Cảm ơn sư phụ. Thứ ba chồng già. Ngày thứ tư, thứ sáu mới gặp. Đang có kèo thứ tư, sao thứ sáu mới gặp? Sáu giờ thứ tư chưa bà. Rồi, đang có kèo thứ tư. Con mà giờ mất cách là hai cây
chính hả? Cái chỗ đầu đường quanh với lại cái đấy hả? Số 10 nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nặng quá à? Chắc có 15 đó. Rồi, dư luôn. Em biết rồi, để em dục quá. 380, vì đã dư luôn rồi. Còn 380, còn 19. Trời phê để vậy mà dư luôn. Ghê. Thiên nhiên.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.